Đây, sáng nay anh em mình sẽ đi mua đồ câu cá. Đi mua đồ câu cá, quyết tâm bữa nay sẽ câu sạch cá ở ao luôn ha. Anh em đợi mình sẽ đi mua đồ câu cá và có một cái trải nghiệm câu dính cá khô. Đây, anh em mình đã đến chỗ mua cám, mua đồ câu ha. Mua gì anh? Đây. Dế hả? Lấy ong hả? Lấy ong ha. Lưỡi không? Lấy ong. Đó, ong á. Ngoài nhà có lưới câu rồi không? Đó. Đây dế ha. Đó, đang lựa mồi câu. Quyết tâm là bữa nay sẽ câu hết cá. Đây, cần câu của anh á. Mình câu hướng luôn á. Hả? Thì mua hai này thôi đúng không? Ừ, mua hai này thôi. À, ok. Thì tính nói tôi chú câu nhưng có bán cái gì? Hả? Đừng chú câu. Đây, mình đã đến chỗ tập kết câu cá. Đây, có mấy anh câu cá đây. Đây. Đây ông anh của bác Hình Sơ chứ. Bác Hình So gì á, bác Hình So đúng không? Nghe biên tập viên nói bác Hình So mà. Dưỡng dưỡng. Bố Sơ. Bác. Đây đây. Đây, bác So đây. Bye bye, xin chào. Ờ. Xin chào Dưỡng. Ừ, xin chào. Ừ, chào. Hôm nay anh em mình đi câu cá. Đây. Đi câu cá. Anh em câu cá và bác sĩ. Đây. Xin chào. Đó. Những gương mặt thân quen không à. Đây, anh em mình đang chuẩn bị mồi câu. Họ chuẩn bị xong rồi hả? Anh còn cần nào nữa không anh? Đó, cần nhỏ đó. Hả? Để lấy cần rồi. Đây đúng không? Mỗi người mỗi cây đi rồi thả đại xuống đây chứ chầm bữa dính cá nướng chứ. Kiểu này nhìn đói luôn. Đây. Lấy con thì sẽ lấy con cá rô. Cần mấy đâu vậy Thịnh? Việt? Dạ. Thịnh á, cần mấy? Hả? Cần mấy lấy ra bạc cho nó. Nhớ dài quá. À, đây cần mấy của ổng đây nè. Này, cần cần mấy đây, đưa tao cần đó cho. Chào, mày nói gì vậy? Anh mày mày có không đem cái kéo đó, mày mày nói gì vậy? Hả? Sao mày biết mày đem kéo theo kéo này vậy Thịnh? Tao bỏ cái bàn đó. Hả? Ổng quên luôn cái kéo. Chà, cái cần dài quá. Cần gãy rồi kìa. Gãy đâu? Cái cần gì mà cái ta thấy cái đầu nó nhiều chùi chùi. Gãy đâu còn gì nữa. Đâu? Cột lại đi. Cột lại. Sao gãy vậy? Sao gãy vậy? Ờ chứ đâu biết đâu. Ơ cha, bẻ qua lại coi. Gãy luôn đi, giục luôn. Gãy mà chứ đâu phải xúc đâu. Nó gãy là còn... Cột lại chỗ đây nè. Cắt cái đây nó còn. Cha. Mày biết câu vậy mày chắc cuộc suốt cuộc đời không câu được con cá mà. Hồi giờ câu đâu dính, chưa dính cá nào mà đi câu mấy lần rồi mà chưa dính cá nào mà. Thịnh cầm cần máy đi, đưa về cần đó cho. May ra tao tao giật được con cá trê lên. À, dạ. Bữa nay cái nó rớt ở trên này. Tốn tiền mua răng nữa. Cái này để nhau nó em gì vậy? Cái nhau nó đừng nghĩ cho. Để đút cái này vô được mà. Thôi rớt á. Nếu không cái đó đi đem về đi rồi quên hồi nãy để về cái cột ngay đây ha. Ngáo thì chứ. Bí ra. Cái đoạn nó dẻo bỏ cái đoạn đầu đi. Coi cái đoạn. Hôm nay quyết tâm là mua than đồ các kiểu rồi để mà câu dính cá là đem lên nướng luôn đây. Không biết quyết tâm nó có thành hiện thực không. Hôm nay dẫn ông Dượng ăn mừng Việt Nam vô địch. Dẫn anh của bác Hình So đi giải ngoại. Ở đây rất là mát ha. Này rất là mát. Chưa hết mà gãy cần rồi. Chắc sẽ điềm báo là sẽ câu cá lớn lắm đây. Để mà kén lại cho khỏi rớt cá đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm củi. Chứ ở đây nó sạch quá, không có cây củi nào luôn. Bây giờ mình đi kiếm củi để mình nướng gà đi ha. Bây giờ mình sẽ ướp gà. Đây là khâu chuẩn bị
nướng gà. Dạ. Này cắm hai cây vô xong rồi cắm con gà vô ở trên cái cây xong rồi quay. Thấy tình hình là ok á. Không biết kết quả như thế nào. Đó, rồi cá nữa. Thôi dơ. Tình hình này là dạ ngoài đồng thiếu dụng cụ quá, lần đầu tiên mình đi nhóm lửa luôn á. Thiệt luôn. Đâu làm đâu, hồi giờ đâu nấu cơm đâu biết gì đâu. Lần đầu tiên nhóm lửa ngoài đồng này cho mọi người coi đó, thấy không, thấy công phu không. Dạ. Không làm gì hết á. Người có số sướng sẵn rồi. Trời định ai nấy sướng là phải chịu thôi chứ giờ sao. Cứ nghĩ mình sướng hoài đi. Tăng ga đi, tăng ga. Mình đợi thang nó ẩn hồng. Nó ẩn hồng thì mình sẽ đi thịt con gà. Mình sẽ tẩm úp con gà xong rồi chừng nữa là đưa lên đây nướng là ngon là luôn, má cháy cây giận mất rồi. Đây, gà đây là mình làm sẵn rồi. Mình làm sẵn rồi. Vì nó không có cho quay làm thịt con gà. Mình làm sẵn rồi. Xong rồi bây giờ mình úp sa tế. Tuy ngoài đồng nhưng mình phải chuẩn bị sẵn ha. Trải nghiệm cuộc sống nhưng phải chuẩn bị sẵn nha, nó ok, cho ngon. Đó, úp sa tế. Lấy cái bịch quấn tay lại chứ không hồi đâu. Bóc hốt vô đây rồi. Cả nhà ăn tấm tắc khi ngon nữa. Đây. Gia đình bạn thế nào rồi? Đó. Chào hết chai sa tế luôn. Vợ bạn thế nào rồi? Đồ, quá ngon. Chào hết chai sa tế luôn. Dạ. Thế nào rồi? Đó luôn. Đó, lấy tay nè, quấn tay lại nè. Đó, tới hồi dọc dưa nè. Đó, thấy ngon chưa? Đó. Mọi người sau này đi ngoài đồng làm á, đem theo cái thao nữa. Cái thao nữa xong rồi bỏ vô trộn. Chơi vừa vui mà không khí trong lành. Vừa có cảm giác ăn ngon nữa chứ không phải là cho nó sạch sạch xíu ha. Đây mình bỏ vô bịch vừa luôn. Cho sáng nay không có chuẩn bị nhiều. Định đi câu cá thôi. Nhưng mà cái tính mình là sát cá quá nên sợ là nó dính nhiều quá nên phải mua thêm gà đây. Đó, đem muối rồi muối chanh rồi các kiểu đầy đủ ha. Máy này nhỏ mà bỏ trong cốp xe á. Rồi sau đó mình ăn mình lấy ra chứ mình mua cái chắn nhựa. Chắn nhựa mà ở ngoài tiệm á. Chắn nhựa mình ăn mình bỏ. Rồi mọi người đợi cách mình quay gà cho mọi người xem. Trong lúc chờ ốp gà thấy ông Dượng mình không? Ông Dượng mình đang nằm học tiếng Hàn. Đang nằm. Đó, thấy không khí đã không? Đó, ở thấy gì mà nóng. Gọi đây là siêu nhân đó, thấy không? Ngồi đeo kính đồ các kiểu đầy đủ, thấy không? Đó, thấy không? Dân chơi mà sợ mưa rơi luôn, sợ nắng non, thấy không? Đeo kính đồ đang nhóm lửa. Đợi gà cho thấm xíu rồi núp. Đó. Cảnh này rất là đẹp. Câu cá quá đã luôn. Ừ, có anh chị đang câu. Đó, anh em thấy không? Hàng chừng cầu có con dê, thấy không? Không phải một con nữa, một đàn dê trên đó đó. Có mấy con sơ sinh nữa. Định lên cái là đập xuống đây quay luôn. Thời gian chờ đợi mồi thì mình uống về nước giải khát. Rồi trong có con cá nữa lại nó kéo cần chè vô. Vô dưới ra. Đây. Bây giờ mình cuốn gà lên cái cây nhưng mà không có chuẩn bị cái kẽm. Nên là mình dùng lấy cái cọng chuối khô luôn, tươi luôn, chắc không bị cháy đâu. Mm.
cột gà lên. Bây giờ là đưa gà lên, lấy cái lồng bỏ ra đi, thì nữa gắn sau. Cái này em đưa anh, đưa anh gắn vô. Rồi đi ra ngoài đồng thấy luôn cây mía luôn. Bẻ luôn cây mía luôn. Anh cầm cái mía lên coi. Để xanh gà lên nha. Đó. Ai nè, chúng ta hơi xin đi, xin đi. Rồi còn cái gì nữa? Còn cái gì cho nó chắc cái mình đi, cho nó không cái chân đi nữa, cho nó chắc cho nó dễ quay. Còn cho nó khỏi bị đặt. Cha. Chẳng lẽ nào con gà là không nên chuyện. Có ăn không là không nên nữa thôi. Thả xong đây trôi luôn. Kẹp vô. Bọn này thứ dạ. Lấy đồ chêm vô cái chân anh lấy cái này nè. Phải thấp nữa con okay. Ơi. Ừ. Chỉ vậy nó cao. Cao quá hả? Ừ, nó ăn chín lắm. Đưa cái gì? Đóng cây đây đi, đưa tay dựng ừ. Đưa Thịnh qua đóng cây đây đây, đây nè, để đây nè. Đó. Bự thang qua đó đi. Hợp lý luôn không? Để vậy cũng đi xa xa đây, đưa cái đấy. Đóng cây nữa đi ha. Ừ. Đây. Không chuẩn bị còn luôn. Đây chơi ngồi đồng mà nên nó nhiều cái. Còn nghiệp dư lắm. Ừ. Không sao. Chơi vui thì chín. Không biết vui không nữa. Cao quá nó không chín. Chín néo chín nó đi cao thì nó không có bị. Ừ nó néo mà néo tay luôn rồi không chín. Không thì ấy nó nhìn ra. Đâu nào mà cho chín đây. Vậy thôi để cái cây xuống anh. Bỏ cây đi. Ừ. Để một bên đi. Để một bên thôi. Ừ. Để bên kia đây, bên đây nè. Đó, vậy đó. Hồi nãy gì để mà hay hơn á. Ừ, để bên đây nè. Con ấy qua cái đầu qua đây. Qua nè. Đây. Ừ. Con gác cái đầu bên đây rồi để xuống là cái nó chống xuống đây. Ok rồi. Có cái lửa như vậy nó nghe con ca con ấy nó nghe con gà hơn. Con chuyển cái đầu đây chuyển qua đây. Để cái kia nó trồng á. Con để vậy như vậy. Ừ, để vậy đó. Một hồi rớt gà vô đó đi. Cái đầu đây cái đầu nào đây đâu chính đầu. Để khỏi bỏ đi. Đầu á. Chỉ như vậy nữa đưa đầu xuống kia đi. Gà đông quá rồi chưa kéo. Thử. Thả xuống hả? Thả xuống luôn. Ừ. Ừ đó, vậy đó. Người đông. Ừ. Nhiều dư lắm. Vậy nó mới chín kia cao nhiều năm sau. Ừ. Còn cái đầu giùm nữa mình để xuống. Ừ, từ từ sao? Hết hàng rồi. Nhiều đó đủ rồi. Đủ không á? Nướng sao còn đủ. Vàng rồi. Đồ đồ. Đồ con cá đây trời ơi. Nó quay với anh. Để cho nó quay nó rớt xuống nước chứ quay. Để anh kia vớt lên đi, đó, con cá trời ơi. Trời ơi, có cá nướng rồi mọi người. Đúng đó. Wow. Canh xe, đi. Đó, thấy không? Quá đã luôn. Anh cho em coi con cá hư. Có ảnh chứ không của mình đâu mà nướng. Tàu anh, ôi trời ơi. Ăn gì nè, nước là chỗ nước hả? Ừ, đó. Quá đã luôn. Anh câu. Ừ, cũng anh không câu á. Hàng xóm, câu. Rồi, quá đẹp. Ừ, con này. Con này cũng thấy 600g, 600g. Mà sao nó ăn gì mà nó bụng bự dữ ta? Sáu lạng các bạn. Còn dạ rồi anh, bỏ vô ấy đi. Dạ dạ. Đó, mọi người nghe âm thanh gì không? Xèo xèo quá tuyệt. Đó. Khung cảnh thật là đó. Ngon chưa? Ngon lành đó. Hay. Ừ, hay xèo xèo mà. Mỡ nó tan ra từ trong gà mà mỡ nó chảy ra. Cái thang nó lên cái mỡ nó đông lại. Cái nó ráng con gà luôn, trầu quơ đất quở luôn. Tuyệt vời. Đó bụng rồi, giờ là 12 giờ trưa. Rất là không lon mà đã. Ừ. Làm trước lon rồi, thì nữa làm lon nè. Nó đang chín á, được á. Để vậy quá đẹp ha. Ngon. Ừ. Đó thấy anh em thấy sáng tạo không? Ừ. Có cái móc của cái cần câu luôn. Ừ, móc của cần câu luôn đó không? để dựng cái cần bây giờ chuyển sang dựng gà. Câu không dính chuyển sang dựng gà. Ừ. Cái đây dữ vậy. Đó không? Chó đánh mùi trước rồi nè. Đó. Đó, chú chó đánh mùi trước rồi đó, chạy ra. Chó này lanh thiệt chứ. Đó. Đó, xa xa đó. Đó, xa xa thấy đàn dê chưa? Trên chân cầu á. Đó. Đó. Chừng nữa lên đập con xuống nướng luôn.
Ờ. Cái đó mà xong rồi để lên dĩa là xong buổi trưa rồi đó. Quá đã ha. Cầm. Màu đẹp ghê lắm á. Đó. Ngồi đấy thoáng ngót gặp mấy chỗ ghê ngồi nắng. Bữa nay cả ngày luôn ngon quá. Thì hồi nãy là đi cho đây. Hôm nay mà có miếng vải. Đó thấy không? Quê đâu Quảng Ngãi không nè? Quảng Ngãi đó, Quảng Nam gì đó. Một à, tốt đó. Em á. Như thành phố mà đâu Quảng Ngãi không nè? Còn gì vui hơn nữa khi ngồi đồng làm con gà quay vậy. Tính ra con gà này nó cũng rẻ à. Ừ. Tính ra con gà đây ký mấy à, có 150. Ừ. 150 mình quay vậy ăn có 2-3 người mà mình quay cái cảnh này lâu lâu mình đi câu cá mình quay cái này cho nó đẹp. Chứ mình ăn uống rồi nó cũng thoải mái nữa. Các ngày cuối tuần ở nhà ngủ thì mình tranh thủ sáng sớm cứ 7-8 giờ mình đi dạo gần nghe xong mình câu cá chủ yếu là mẹ. Cho nó đẹp thôi. Đây coi anh Quỳnh Quốc Nguyệt anh kích ra mô. Anh móc rồi. Các bạn biết kích ra mô làm gì không? Chuẩn bị con chích rồi. Chuẩn bị cho buổi trưa nay nè. Lót vô. Má thôi vô đi má lọt khủng nữa. Lọt á. À, nhiêu đây được không? Cái mấy cái lo to kia không thì kết tốt rồi kia này. Không hay nước, có đường đi ra mà. Còn muôn đây để làm gì anh? Ờ muôn vô mình lót, mình lót gà mình ăn thôi. Để ngồi đồng đây cái muôn đây nó trồng có gì không? Muôn nước mà nó tự nhiên nó mọc cho ai làm đó. Không ăn uống gì được đó. Chuẩn bị đem gà lên, mình chuẩn bị muối tiêu chanh ha, có mua chai nước suối rửa rau này luôn. Đây chấm rồi chấm hải sản. Cái này thoran chanh có rồi. Chanh chi kêu cái này thoran. Dạ có mấy chén, nó mua mấy chén nhựa này trong bách hóa xanh này. Để uống nước luôn. Hợp lý. Vậy ấy nước chấm ra nha. Ây da. Để rửa rau đây đi. Lấy dùng nước suối rửa luôn. Đây. Đó, để đây luôn đi. Được chưa? Rồi. Hà Nội, Hồ Chí Minh, đi chích xiu. Dạ, Hà Nội, Hồ Chí Minh. Chíp xiu khắc. Dạ. Để nữa mình dịch lại. Chịu nói. Đá băng mũi xe rất là hợp. Do ông bá anh Sơ chứ hả? Anh ổng mà. Anh ổng nói mày đâu hiểu đâu. Anh bá anh Sơ á. Phải không? Chứ ai? Anh chay mà phát khăn là anh chay, anh chay chắc chắn. Anh chay. Anh chay. Anh chay. Anh chay. Anh ông bá anh Sơ hả? Anh. Làm liền. Anh tới sớm tụ. Em đi. Ngày hết. Đâu, ừ. Anh thận có được con cá, chết mẹ rồi cá. Bự, nhanh. Rác. Cầu dính rác. Đấy gì, Dượng. Đây. Anh ngồi chụp hổm ăn đi. Ăn luôn con cu. Người lon bia. Để anh Thịnh bỏ đi. Vì mình lót dép nha. Ừ. Thăng ba hăng của sư. Thăng ba hăng của sư. Thăng ba hăng của sư. Thăng ba hăng của gì cái lon nước có gì đâu hết đâu hết đâu á đó bia anh nhanh anh nhanh cho sơm tụ đấy mà nè. Quầy đông mà ừ. Ở trong nhà ai tới nhà anh mà đâu anh Thịnh im câu nhóc làm miếng hay con Thịnh à cắt cái này ra luôn hay ta ừ cắt ra con đó ngồi đây anh dạ. Lon đi đây trang luôn đi ngồi đồng chín thấy không thắc khăn rồi ra ở đâu nam em được chưa được chưa khăn là cái chàng duy thị trường nhé biết thế thôi nhỉ thì khi thắc khăn ra Mm-hmm.
Rồi tới đây con Việt. Dạ. Thôi ăn trước đi. Chỉnh lại. Chân. Đây ba. Đó. Nụm đi con. Nụm đi. Đây, để con bay vô. Bay vô con. Xuống qua nhà nữ gà này ra đứng ăn gà. Ở ngoài đồng nó ngon hơn. Chính gọi là số bánh hiên. Dục cái đây qua đi con. Đó, ngồi đây ăn. Dục cái đây qua đi con. Dục ra sao? Kệ nó. Không, tôi lấy được con. Con chó khùng kìa. Anh cái kiểu mà anh bốc anh rón này nó ngon này nè anh này. Ừ, phải đông má. Anh công nhận về quê mà ra đồng không? Mưa không? Chú cha cũng không nó cũng ngon à. Ừ. Ngon. Ngon. Ok. Không mà úp cái sao tới ngon. Ừ. Ăn đi em. Vô cái đi, vô cái cho xôm tụ coi. Vô cái. Hanatoshi. 1, 2, 3, vô. Đu quầy đồng vô la làng không ai nghe luôn. Em, vô. 1, 2, 3, vô. Vô, mấy chục triệu em nhớ không. Đó, đối kẹt. Gì đó. Ăn đến miếng cuối cùng. Ừ. Ngon quá. Như cái sộp á, cò cái sộp núi em thấy cái cò mà người ta cũng bứng. Ngon quá. Anh bốc phần rón này nó ngon rồi. Nếu mình chặt lên đĩa khả năng lại ngon. Đó là mọi người coi video đây xong á, là lâu lâu cuối tuần đổ bạn bè ra đây ngồi rồi mua thùng bia ra ngồi quay. Có nhiều địa điểm ở vùng ven lắm, nó phù hợp để mình chơi tập thể vậy nó vui hơn mà trò chuyện nữa. Bỏ qua điện thoại đi. Cứ ai tới quán cà phê cũng ngồi ôm điện thoại không à. Cái điểm này ba cái điểm này nó quay phim suốt đi. Là cái giai đoạn này là nó ít quay được chưa quay được suốt. Cái cảnh nó vậy đó. Cái cảnh quay từ cái đầu trong kia ra đây quay suốt. Đây ngồi câu cá nó quay được suốt. Rồi quay qua bờ sông. Vừa ăn ở bên này. Còn câu cá thì bên kia. Câu cá thì bên đó. Thấy không? Ngồi ăn mì tê chân luôn á. Quá ngon. Đây chào mọi người. Thì đây là video hết rồi. Ăn hết rồi đó, thấy không? Bây giờ mình sẽ kiếm cái gì đó nướng nữa hoặc là mình sẽ kết thúc video ở đây. Nên là mọi người khi nào thì thật sự là có cái điều kiện mình nên là cuối tuần mình rủ bạn bè mình ra mình ngồi mình nướng cá, nướng gà rồi mình ăn uống. Thật sự nó không bao nhiêu tiền nhưng mà nó sẽ có không khí hơn là mình ngồi mình cầm điện thoại gì đó mình nghịch ha. Nên là cái không khí nó quan trọng lắm cho nó tái tạo lại năng lượng để đầu tuần mình đi làm việc lại tốt hơn. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của mình ha. Mọi người đăng ký kênh ủng hộ mình. Sau đó mình sẽ có nhiều video hay hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã xem. Bye bye. Chào tạm biệt mọi người. Dệt quay phim này đông lắm. Bye bye.